Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Sài Gòn. Nếu như vào năm 2019 các bạn lái một chiếc VinFast Lux A ra ngoài đường thì các bạn sẽ nhận về rất nhiều ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Thì ngày nay khi các bạn lái một chiếc xe điện VinFast E34 ra ngoài đường thì các bạn cũng sẽ nhận được rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ tương tự như vậy. Và thậm chí là rất nhiều câu hỏi xoay quanh về chiếc xe điện này nữa. Một trong nhiều câu hỏi mà mình nhận được sau khi mà trải nghiệm chạy chiếc xe điện E34 khoảng 2-3 ngày nay thì nào là các bạn hỏi mình là xe này sạc bao lâu, rồi chạy được tầm bao nhiêu và cảm giác là như thế nào. Thì tất tần tật những câu hỏi đó, câu trả lời nó đều có trên những video khác ở trên kênh ô tô Sài Gòn rồi. Các bạn có thể xem lại ở đường link ở phía bên trên nha. Còn trong video này thì chúng ta sẽ bàn đến một cái câu hỏi mà mình thấy là chưa có ai hỏi. Đó chính là mua xe VF E34 rồi thì nên độ gì cho xe. Đó, thì trong video này mình sẽ gợi ý những cái món đồ mà chúng ta nên lên cho xe điện VF E34 nếu như đặt trường hợp là mình sở hữu nha. Thì đây chính là cái những cái gợi ý mang tính cá nhân của mình sau khi mình trải nghiệm E34 trong 3 ngày qua thôi. Thì đầu tiên về thiết kế thì VF E34 nó đã là một chiếc xe nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt rồi. Tuy nhiên một số thứ mà mình nghĩ là nên lên nữa để cho nó tiện nghi hơn nữa. Thì thứ nhất nè, đầu tiên là các bạn nhìn cái phần đầu xe đi. Thì ngoài cái việc xe điện thì chắc chắn nó sẽ thiếu đi cái lưới tản nhiệt rồi đúng không? Thì nó còn thiếu đi một thứ nữa, đó chính là cái cụm đèn sương mù. Đó, thì mình hiểu cái ý của VinFast đó, đó là khi mà họ bán cái chiếc E34 này ra cho khách hàng á thì họ mong muốn là khoảng 90% những khách hàng mà mua xe E34 thì họ sẽ sử dụng đi trong phố nhiều hơn là đi xa hoặc là đi lên những cái vùng cao, những cái vùng mà có sương mù, vùng lạnh đó. Nhưng mà chúng ta cũng quên rằng là những tập khách hàng ở trên những cái vùng đó họ cũng sẽ mua những cái chiếc E34 này. Và bạn không thể nào mà mua một chiếc xe ô tô, một chiếc xe điện và bạn cam đoan rằng trong 30 đến 40 năm tới chúng ta không dùng xe để đi đến những vùng đó được đúng không? Cho nên là mình nghĩ là đèn sương mù cũng là một trang bị rất cần thiết trên VinFast E34. Thì có lẽ nếu mà chúng ta lắp đặt thì chúng ta sẽ lắp đặt ở cái phần dưới đây. Tại vì nếu mà chúng ta lắp ở cái khoang này thì nó sẽ bị dính cái cảm biến của xe rồi. Đó thì là cái gợi ý đầu tiên của mình về một món đồ nên trang bị cho E34. Rồi chúng ta qua tiếp bên đây để xem nha. Thì ở phần hông của VF E34 thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái bộ mâm và bộ lớp. Cái này nó đã rất đẹp rồi, lớp mỏng, mâm 18 inch, thiết kế đẹp, nói chung là rất bắt mắt rồi. Tuy nhiên khi mà mình trải nghiệm lái ở trên VF E34 á, thì mình nhận thấy một điều rằng khi mình đọc cái thông số của cái lớp Continental Mass Contact MC6 này á, thì mình biết rằng đây là một cái lớp nó sẽ ưu việt hơn dành cho những dòng xe thể thao, những dòng xe hiệu suất cao. Thì khi mà lắp đặt lên một cái chiếc xe mà chúng ta đi nhiều ở trong đô thị á, thì cái cảm giác nó sẽ hơi rần xe một chút xíu. Nhưng mà đổi lại thì cái lớp này nó có một cái tính năng đặc biệt, đó là nó, các bạn thấy cái lớp nó mỏng đúng không? Cho nên là cái phản hồi từ mặt đường lên vô lăng của chúng ta nó sẽ cho một cái cảm giác lái rất là chân thật. Khi mà chúng ta vào cua ở tốc độ cao đúng không? Các bạn biết mà, xe điện moment sẵn lớn mà đúng không? Vào cua ở tốc độ cao thì nó sẽ bám đường hơn và nó ổn định hơn. Thì đó nó là cái ưu điểm của cái dòng lớp này. Tuy nhiên nếu mà các bạn xác định rằng tôi mua xe này và tôi đề cao cái sự thoải mái khi đi lại trong phố thì mình gợi ý các bạn nên cân nhắc đổi qua một cái dòng lớp nó phù hợp hơn để di chuyển trong phố. Còn gì nữa? Ở đây thì chúng ta có lẽ là nên có thêm một cái chắn bùn chẳng hạn, đúng không? Để đi trời mưa thì bùn đất nó dâng lên thì nó sẽ đỡ dơ xe hơn, các bạn thấy nè. Đó, bữa giờ mình đi đường trời mưa đó không có chắn bùn thì nước nó dâng lên đây thì nó khá là thiếu thẩm mỹ một chút xíu. Rồi, thêm một cái nữa nghiêng về mặt thẩm mỹ nữa mà mình mong muốn, nếu là đây là chiếc xe của mình thì mình cũng sẽ thay đổi luôn. Đó chính là cái phần này. Mình hiểu cái ý của VinFast đó là họ muốn làm cho chiếc xe điện của mình có một cái gì đó trông giống một chiếc SUV hơn. Tuy nhiên cái ốp đen ở đây mình cảm giác nó khá là thừa thải ở những chiếc xe này. Tại vì bản thân chiếc xe nó cũng đã quá đẹp rồi, không có cái này nhìn xe nó vẫn đẹp. Đó, nếu là mình thì có một gara nào đó có thể giúp em bỏ được cái tấm này thì comment ở bên dưới cho em biết nha. Rồi, chúng ta cùng chuyển sang phía sau của chiếc E34 nào. Và nếu các bạn lo lắng vào cái việc mà nếu mà chúng ta độ thêm cái đèn sương mù ở phía trước thì nó sẽ làm tiêu hao thêm cái phần năng lượng của cái cụm pin, thì ở phía sau đây chúng ta có một cái việc độ lại thì nó cũng sử dụng điện thôi, nó cũng tiêu hao thôi, nhưng mà nó sẽ làm chiếc xe nhìn đẹp hơn. Đó chính là cái cụm đèn LED phía sau này. Thì thoạt nhìn thì mọi người sẽ tưởng là nó làm có dải đèn LED nối liền với nhau, nhưng mà thực tế thì nó chỉ sáng được ở cái phần góc 3/4 này thôi. Còn cái cụm này thì nó chỉ mang cái tính chất trang trí thôi, nó không sáng được. Đó, cho nên là mọi người nếu mà mua về chúng ta đề cao cái sự thẩm mỹ trên xe thì chúng ta có thể độ thêm để nó sáng từ đây, sáng từ đây qua bên kia luôn, nhìn chạy vào ban đêm rồi sao nó sẽ bắt mắt hơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiến vào bên trong chiếc E34. Mình nghĩ là bên trong cũng sẽ có kha khá thứ để mình có thể cân nhắc trang bị lên trên xe chẳng hạn. Hey VinFast, điều chỉnh ghế nhích lên.
Rất tiếc, em không tìm thấy câu trả lời phù hợp. Vui lòng thử lại với câu hỏi khác. Các bạn thấy đó, ghế của mình vẫn nằm yên và nó không thực hiện được. Đơn giản là tại vì ghế trên VF-A34 nó là ghế chỉnh cơ toàn bộ cho cả ghế hành khách và cả ghế lái luôn. Thì mình nghĩ là đối với một chiếc xe điện ở trong cái tầm giá 690 triệu này thì mình mong muốn là mình nghĩ ghế chỉnh điện nó không phải là một cái thứ quá khó mà VinFast họ không thể đặt lên chiếc xe này, đúng không ạ? Cho nên là đối với mình thì khi mà mình sở hữu chiếc A34 này, chắc chắn mình sẽ tìm cách nào đó để biến ít nhất là cái ghế lái nó là một cái ghế chỉnh điện, hiểu không? Xe điện, ghế điện, mọi thứ đều dẫn động bằng điện hết thì nó sẽ hợp lý hơn nhiều, đúng không? Thêm một cái món nữa mà mình sẽ lên cho VF-A34 mà mình nghĩ là ít có anh chị cô chú nào mình kỳ vọng là sẽ có, đó chính là cái hệ thống loa. Đó thì tại sao mình lại muốn trang bị hệ thống loa cho VF-A34? Thì ở những cái video trước khi mà sự kiện EMMA 2022 của chúng ta diễn ra thì cũng đã có một cái video nói về cái việc là tại sao VF-A34 lại nên trang bị âm thanh, độ lại âm thanh ở trên xe. Bởi vì cái ưu điểm của những chiếc xe điện đó chính là nó gần như không có cái tiếng của cái động cơ xăng, động cơ dầu, không có tiếng rần nữa, mà thay vào đó nó chỉ còn cái tiếng âm thanh từ môi trường nào vào thôi. Đó thì tận dụng cái ưu điểm này đó, cho nên là chúng ta có thể trang bị một cái hệ thống loa, một cái hệ thống âm thanh tốt hơn ở trên xe, để khi mà chúng ta lái xe trong đô thị thì chúng ta sẽ hưởng thụ được một cái không khí âm nhạc nó tối ưu hơn, nó hay hơn và nó thoải mái hơn ở trên xe. Đó là cái ý kiến riêng của mình. Thì cái món này nó chỉ sẽ thích hợp với những anh chị nào mà chúng ta dư giả về tài chính một xíu, đó thì chúng ta sẽ trang bị thêm loa ở trên A34. Đó, mình thấy hợp lý không? Đó thì bên trong A34 thì mình chỉ có thể nghĩ được những cái món đồ độ như thế thôi, mình không thể nghĩ thêm được. Tại vì cơ bản là chúng ta xe này chúng ta dành cho đi trong phố là chủ yếu, thì nó đã có rất nhiều những cái tính năng, những công nghệ hỗ trợ lái, mọi thứ đều hoàn hảo rồi, cho nên là mình nghĩ là chỉ đổi đến đó thôi. Các bạn có thể thấy là trong tầm giá 690 triệu thì VF-A34 nó đang sở hữu những cái trang bị mà những xe khác trong cùng tầm giá không có, nhưng mà đổi lại thì nó cũng thiếu đi những cái trang bị mà những xe khác trong cùng tầm giá này có mà nó không có. Đó, cho nên là mình nghĩ là ngoài cái việc mà VF-A34 nó là một cái chiếc xe điện tiêu biểu mà các bạn có thể mua vào thời điểm này, thì nó còn là một cái chiếc xe mà có lẽ là VinFast họ đang muốn đang thử nghiệm để nhận về những cái ý kiến phản hồi của khách hàng, để từ đó biết đâu trong vài năm nữa họ sẽ ra một cái phiên bản mới của A34 mà nó đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu và nó có luôn cả những cái trang bị mà mình đã nêu từ lúc đầu đến bây giờ, biết sao nó lại có đầy đủ hay sao, đúng không? Đó thì đó là những gợi ý của mình để các bạn có thể độ thêm những món đồ ở trên VF-A34. Các bạn anh chị cô chú nào chúng ta đang sử dụng A34 có nghĩ là những món đồ này nó hợp lý để nâng cấp ở trên chiếc xe điện này không? Thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh ô tô Sài Gòn và bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.